đây là thành quả của một buổi học mình học tại Mỹ Thuật Bụi. Ở đây giảng viên giảng dạy rất là nhiệt tình, phòng học thì sạch sẽ. Video đầu tay của mình sẽ là tổng hợp lại những kiến thức của một buổi học tại Bụi. Buổi đầu thì chủ yếu mình sẽ học về cách đi nét này, cách đánh bóng, dựng khung hình để vẽ vật. Trước tiên bạn cần chuẩn bị một bảng kê giấy, giấy vẽ chì, bút chì, khoi và tẩy. Nhưng mà mình quên mất chưa mua tẩy, thật là thất lễ quá rồi. Sau đó là chúng ta cần có một băng dính cố định. Mình khuyên các bạn là nên dùng băng dính vàng, tại vì băng dính vàng nó khi bóc nó sẽ dễ hơn và nó sẽ không bị rách giấy. Mình sẽ dán bốn góc lại để thuận tiện cho việc vẽ, giấy sẽ không bị di chuyển nhé. Về phần đánh bóng thì thường sẽ được chia làm 5 phần: phần sáng, phần trung gian, phần tối, phần phản quang và bóng. Phần sáng thì thường là ánh sáng chiếu vào hướng nào thì hướng đó sẽ được đánh bóng nhẹ nhất, thường thường là một lớp. Phần trung gian chúng ta sẽ di lại 2 lớp để cho chúng ta có phần có sự tách biệt so với phần sáng. Phần tối thì thường thường nó sẽ tối hơn, thường đánh bóng từ tầm 3 đến 4 lớp. Còn phần phản quang thì chúng ta sẽ không đánh thêm nữa, nó chỉ dao động từ phần 3 đến 4 lớp thôi. Riêng về phần bóng, chúng ta có thể di lại nhiều lớp, dao động từ 5 đến 6 lớp hoặc có thể nhiều hơn để có thể tách biệt được bố cục của vật với cả bóng. Phần lớp đầu thì chúng ta nên di nhẹ tay thôi để có thể dễ sửa hơn. Mình khuyên là nên dùng bút chì 3B. Khi mà vẽ vật ý, thì chúng ta sẽ di tất cả toàn bộ vật bằng một lớp mà chì nhẹ. Sau đó phần trung gian thì chúng ta sẽ di thêm 2 lớp. Phần tối thì chúng ta sẽ di là 3 đến 4 lớp hoặc có thể nhiều hơn một chút để cho chúng ta nhấn cái phần tối đấy nó được rõ nét hơn. Phản quang thì chúng ta sẽ không di thêm nữa. Và phần bóng thì chúng ta sẽ di càng nhiều càng tốt, hoặc tùy thuộc vào vật và tùy thuộc vào góc nhìn của chúng ta. Đó là những cơ bản nhất của vẽ chì mà mình học được và mình cảm thấy nó vô cùng là hữu ích với những bạn mà muốn vẽ chì và có những bài tập về vẽ chì có thể tham khảo. Sau đây là mình sẽ vẽ một hình khối tròn tương đối là cơ bản để các bạn có thể tham khảo về phần đánh bóng.